sống cho người dân. Triển lãm với tên gọi Căn gác ảnh giữa mây ngàn phố núi do Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc và Viện Phát triển Giáo dục Văn hóa Nghệ thuật Hàn Quốc tổ chức vừa khai mạc tại 49 phố Nguyễn Du. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện kể chân thực, sống động và trong sáng của các em thiếu nhi vùng cao phía Bắc về cuộc sống quanh em. Triển lãm là kết quả chương trình nằm trong dự án hợp tác ODA trong lĩnh vực văn hóa giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Trong 2 tháng, các em học sinh cấp trung học cơ sở của Sapa đã được các chuyên gia của Viện Phát triển Văn hóa Nghệ thuật Hàn Quốc, một số nhiếp ảnh gia kinh nghiệm của Việt Nam giảng dạy những phương pháp cơ bản của nghệ thuật nhiếp ảnh. Từ đó các em tự tay chụp những bức ảnh, thông qua đó kể những câu chuyện nhỏ xung quanh mình như về gia đình, người dân làng bản, những điều em yêu thích, ước mơ về tương lai. Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc hy vọng hơn 300 bức ảnh và 36 album ảnh tại triển lãm sẽ không chỉ giúp người xem cảm nhận chân thực về cuộc sống thanh bình của các em thiếu nhi vùng cao Sapa, mà còn mở ra triển vọng cho các dự án ODA về văn hóa nghệ thuật được triển khai từ nay tới năm 2017 giữa Việt Nam và Hàn Quốc, với mục tiêu gây dựng nền móng cho giáo dục văn hóa nghệ thuật phát triển bền vững từ thế hệ măng non. Triển lãm sẽ mở cửa đến hết ngày 19 tháng 2 năm 2014.